Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Tin rúng động toàn thế giới. Hôm qua, ông Tập Cận Bình khóc hết nước mắt khi Mỹ tuyên bố sẽ dội bom đánh sập giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông để trả đũa Bắc Kinh, thưa quý vị. Truyền thông của Mỹ cho biết, trước bối cảnh mà phía Trung Quốc liên tục điều tàu thuyền, giàn quân, tàu khảo sát, tàu chiến mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để tuyên bố chủ quyền trái phép, hòng thực hiện cái mưu đồ khai thác dầu khí bất hợp pháp. Hôm qua, trong một phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ điều máy bay B-52 dội bom đánh sập các giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông, mục đích là để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh vì tội dám bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Biden còn tuyên bố tiếp, Trung Quốc là mối nguy hiểm cho thế giới nên cần phải trừng trị, loại bỏ. Ông cho rằng, Hoa Kỳ ngoài bắt giữ, tịch thu tàu thuyền, giàn khoan hoặc có thể đánh chìm, đánh sập để trị tội hung hăng. Bành trướng của phía Trung Quốc, Tổng thống Biden còn cảnh cáo phía Trung Quốc, Bắc Kinh còn nhận được kết cục đau thương. Nếu nhóm đặc trách chống Covid của Nhà Trắng điều tra phát hiện ra con virus mang tên ở Vũ Hán lây lan ra ngoài thế giới là do chính sách, sai lầm của chính phủ Trung Quốc hay là do cố ý, tất cả những việc trên đều bị trừng phạt. Được biết, chính phủ của Mỹ đang nghi vấn virus nói trên được phía Trung Quốc phát tán tại một phòng thí nghiệm virus sinh học ở thành phố Vũ Hán. Tổng thống Mỹ, ông Biden nói rằng hiện các cơ quan chức năng của Washington đang tiến hành điều tra, và nếu phát hiện ra đúng phía Trung Quốc là nguyên nhân phát tán ra con virus nói trên, thì Mỹ và các nước trên thế giới sẵn sàng san phẳng Trung Quốc để trừng trị Bắc Kinh. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố chắc nịch là sẽ đem máy bay B-52 xuất kích, dội bom đánh sập giàn khoan của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, thì ngay sau đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc khi cho rằng chính phủ của Bắc Kinh đã lừa dối toàn thế giới, lợi dụng thế giới đang tập trung chống dịch chính. Quyền của ông Tập Cận Bình đã cho quân đội, hải quân, không quân liên tục đem tàu thuyền ra gây rối, bắt nạt, uy hiếp các nước ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Mỹ còn tỏ ra quan ngại sâu sắc, suy tới những báo cáo về những hoạt động khiêu khích của Bắc Kinh trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi tại các vùng biển mà Trung Quốc nói rằng đang có tranh chấp với cả các nước láng giềng xung quanh mình. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden lên tiếng sẽ trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông vì tội cố tỏ ra ngông cuồng, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất là run sợ. Trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, một quan chức giấu tên thuộc chính phủ của Trung Quốc cho rằng không đồng ý cho các cơ quan chức năng của Mỹ kiểm tra phòng thí nghiệm virus sinh học của Bắc Kinh ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc cũng kịch liệt lên án Mỹ nhúng tay vào các vấn đề ở Biển Đông, bởi vì chính quyền của ông Tập lý giải rằng Biển Đông là vùng biển chung của Trung Quốc với cả khối ASEAN. Vì thế, nếu có xung đột hay tranh chấp, thì chính phủ của Trung Quốc và nước ASEAN sẽ tự thỏa thuận, bàn bạc, thương lượng làm sao có lợi cho hai phía và giữ được an ninh, an toàn cho khu vực, đề nghị phía Hoa Kỳ không được nhúng tay vào, nếu không Trung Quốc sẽ có những màn đáp trả tương xứng. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ trang Pacific của Mỹ, trang này chuyên theo dõi đường đi và các hoạt động của tàu thuyền, cũng như giàn khoan trên Biển Đông trên vệ tinh cho biết, vào ngày hôm kia, một số con tàu hải cảnh và tàu khảo sát phía Trung Quốc đã truy đuổi, gây hấn, đâm húc vào một tàu thăm dò do công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia đang vận hành trong vùng biển, vùng lãnh hải của nước này. Vụ việc này đã được cơ quan chức năng, cũng như chính phủ của Malaysia kịch liệt lên án phía Trung Quốc. Trang tin của Mỹ còn cho biết thêm, 5 tàu dân phòng biển và 2 tàu chiến mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí hạng nặng của phía Trung Quốc cũng đã đâm húc một tàu đánh cá của ngư dân Indonesia khi tàu đánh cá này đang đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển thuộc lãnh hải của Jakarta. Nơi này thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ căng thẳng, nảy lửa giữa hải quân của Trung Quốc với hải quân của Indonesia vì phía Trung Quốc đang muốn xâm chiếm hòn đảo Natuna nói trên về tay Bắc Kinh, các nhà quan sát của Malaysia cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Indonesia. Trong vòng một năm trở lại đây, tàu hải cảnh của phía Bắc Kinh đã 3 lần đâm chìm tàu cá của Indonesia. Và mỗi lần như vậy, phía Trung Quốc đều lên tiếng nói rằng tàu đánh cá của Indonesia có những va chạm trước. Được biết, vào đầu năm 2020, khi mà dịch bệnh COVID-19 mới chớm tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã điều một nhóm tàu cùng giàn khoan xâm phạm vào quần đảo Natuna của Indonesia, sau đó đã bị không quân, hải quân, quân đội của Jakarta đánh đuổi, và chỉ mất 2 tuần nhóm tàu của phía Trung Quốc đã phải cho tháo chạy ra khỏi vùng biển của Jakarta, Indonesia, thưa quý vị. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, hiện tại một trong những tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất của Mỹ, cũng là tập đoàn lớn nhất trên thế giới,
đang hợp tác khai thác dầu khí làm ăn với cả Indonesia và Malaysia tại những vùng biển nói trên, đang rất lo lắng những hoạt động gây hấn gây căng thẳng gần đây mà phía Bắc Kinh gây ra trên Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân và lý do vì sao mà chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden quyết định điều máy bay B-52 ném bom, đánh sập một số giàn khoan của phía Trung Quốc ở Biển Đông để cảnh cáo Bắc Kinh. Hiện tại thì Bắc Kinh đang rất lo sợ và choáng váng khi nghe tin này. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tình hình hiện tại ở Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi những ngày vừa qua, những hành động ăn hiếp của phía Trung Quốc liên tục được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài mà chưa được trừng trị tận gốc, cho nên việc chính phủ của Mỹ quyết định ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh là hoàn toàn chính xác. Hành động kiên quyết và cứng rắn trên đã được nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hoan nghênh ủng hộ, bởi vì chỉ có như vậy, phía Trung Quốc họ mới sợ, và chỉ có như vậy Biển Đông mới được bình yên, và chỉ có hiện tại Mỹ mới ra tay trừng trị được Trung Quốc, còn các nước khác thì đang bận rộn trong chiến dịch dập dịch Covid, cũng như chưa đủ khả năng để đánh bại Trung Quốc. Có một cái tin rất mới và rất nhiều người quan tâm ở Biển Đông đều muốn biết, đó là tờ báo The Star của Malaysia hôm qua đã trích dẫn nguồn tin an ninh biển của nước này cho biết, một nhóm tàu hải cảnh và tàu khảo sát địa chất hải dương người của phía Trung Quốc đang đeo bám và lờn vờn tại vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia sau khi mà nước này đã ra những cảnh báo. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ và vẫn cho tàu thuyền ngang ngược hoạt động tại vùng biển, xâm phạm nghiêm trọng vào lãnh hải của Malaysia. Chính phủ của Malaysia đề nghị các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác với cả phía Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực cũng như là các nước lớn trên thế giới như Mỹ hay Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Tây Ban Nha phải thường xuyên cho tàu tuần duyên, tàu tuần tra tại vùng biển của mình cũng như vùng biển chừng trên toàn thế giới, bởi vì phía chính quyền của ông Tập Cận Bình đang tỏ ra rất manh động và nguy hiểm trên Biển Đông theo các nhà quan sát cho biết. Trước đó khoảng một tuần, nhóm tàu khảo sát địa chất Hà Dương 10 của phía Trung Quốc đi theo hộ tống của nó là một nhóm tàu hải cảnh, tàu dân quân, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá ngụy trang mang theo vũ khí hạng nặng đã đi vào vùng biển ngoài khơi của Việt Nam. Hành vi trên của phía Trung Quốc ngay lập tức đã bị Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng, cảnh cáo cũng như đề nghị phía Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như tuân thủ Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đề nghị Trung Quốc cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam ở ngoài Biển Đông. Hành vi trên của phía Trung Quốc cũng nhận được sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của các nước, trong đó có Mỹ. Như vậy, chỉ sau một tuần, khi mà nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của Trung Quốc tiến vào vùng biển ngoài khơi của Việt Nam, thì ngày hôm qua nhóm tàu của Trung Quốc nói trên đã xâm phạm nghiêm trọng vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của Malaysia và Indonesia. Điều tồi tệ và đáng lên án hơn đó là nhóm tàu của phía Bắc Kinh không chỉ xâm phạm vào lãnh hải, mà chúng còn le ve, lờn vờn, đâm húc tàu đánh cá, cũng như là tàu khảo sát của các nước nói trên. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết, hiện tại nước này đang căng mình chống chọi lại với cả dịch bệnh Covid, bởi vì nó đang lây lan hết sức phức tạp tại đất nước Indonesia. Tuy nhiên, chính phủ của Jakarta cũng đã điều quân đội, hải quân, không quân của nước này, điều rất nhiều tàu ra ngoài biển để ngăn chặn nhóm tàu trên của phía Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Widodo của Indonesia lên tiếng nói rằng, kịch liệt phản đối nhóm tàu của phía Trung Quốc khi ngang nhiên xâm phạm nghiêm trọng vào vùng lãnh hải của Jakarta, đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho toàn bộ tàu thuyền nói trên rút khỏi vùng biển của Jakarta, nếu không Indonesia sẽ ra tay trừng trị. Hiện tại thì một số công ty dầu khí của Indonesia đang bắt tay hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ tại hòn đảo Natuna, mà phía Trung Quốc đang muốn nhòm ngó để xâm chiếm tới. Vì thế trong thời gian tới, những cuộc đụng độ nảy lửa chắc chắn sẽ xảy ra. Tờ báo Jakarta của Indonesia trích dẫn một vị quan chức trong Bộ Quốc phòng của Indonesia cho biết, hiện tại quân đội của nước này đang phối kết hợp với hải quân, không quân của Hoa Kỳ để chống lại phía Trung Quốc, và nếu như phía Trung Quốc còn ngang ngược trên Biển Đông, thì Indonesia sẽ điều máy bay F-35 mua từ Mỹ ném bom, hoặc có thể bắn tên lửa sập giàn khoan của phía Trung Quốc ở Biển Đông. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, Quảng Đông được gọi là trận nước của thế kỷ. Lũ lụt nghiêm trọng đe dọa các khu vực miền Nam Trung Quốc ngày nay, khi những trận mưa xối xả khiến các con sông tràn bờ và lũ lụt đạt mức chưa từng thấy trong gần một thế kỷ qua. Agen France Press hôm nay đưa tin, lũ lụt kỷ lục đe dọa khu vực Quảng Châu và lưu vực sông Châu Giang ở Quảng Đông, một tỉnh sản xuất giàu có bao gồm hai đô thị Quảng Châu và Thâm Quyến, cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty công nghệ.
hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đặt lưu vực sông Châu Giang trong tình trạng báo động cao về lũ lụt vào thứ Tư, nói rằng mực nước ở một số nơi đã vượt quá kỷ lục lịch sử. Hình ảnh từ thành phố Thiều Quan, phía bắc Quảng Châu cho thấy người dân diễu hành trên một đại lộ ngập lụt. Có nơi nước ngập đầu xe, các nguồn tin cho biết mưa và bùn làm ngập các cửa hàng và tòa nhà. Lưu vực sông Châu Giang bao gồm nhiều thành phố đông dân cư và vô số nhà máy. Các nhà chức trách quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 240 triệu euro. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, mực nước ở Jingde phía bắc Quảng Châu đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại của thành phố vào năm 1931 vào hôm thứ Tư. Nó có thể vượt qua kỷ lục lịch sử năm 1915 cho toàn bộ lưu vực sông Châu Giang. Truyền thông địa phương cho hay, khu vực Quảng Đông này hiện đang phải đối mặt với trận lụt thế kỷ. Các khu vực có nguy cơ trong tỉnh đã được lệnh thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại, với một số nhà máy và trường học phải đóng. Các khu vực khác của nửa phía nam của Trung Quốc bao gồm các tỉnh ven biển phía đông Phúc Kiến và Nam Quảng Tây cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa kỷ lục trong tháng 6, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở các vùng của Trung Quốc, nhưng những năm gần đây, với biến đổi khí hậu, lũ lụt xuất hiện ngày càng nghiêm trọng. Trung Quốc rùng mình vì lời tiên tri và đập tam hiệp có thể vỡ trong năm nay. Năm Nhâm Dần 2022 được tiên đoán trước là một năm của những điều kỳ lạ. Đồng thời Hồ Bắc cũng trở thành từ được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Những thảm họa trong năm nay dường như phải liên quan đến Hồ Bắc. Đáng nói, một sự việc có liên quan đến Hồ Bắc một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận Trung Quốc, đó là vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh, vốn là công trình gây ra nhiều tranh cãi từ lúc xây dựng cho đến khi hoạt động. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị kế hoạch của công trình đập Tam Hiệp, nhiều kỹ sư chuyên nghiệp đã cho rằng siêu đập này không nên được xây dựng. Trong đó phải kể đến bức thư của chuyên gia thủy lợi Trung Quốc Hoàng Vạn Lý gửi cho chính quyền khi yêu cầu cho mình 30 phút để nói rõ tai họa của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, việc không được thực hiện yêu cầu, đến lúc hấp hối, ông vẫn cho rằng Tam Hiệp không thể xây dựng. Chuyên gia này đã để lại 12 điều tiên tri về đập Tam Hiệp. Trường Giang hạ lưu làm đê vỡ bờ, ngăn cản vận tải đường thủy. Vấn đề di dân, vấn đề tích ứ, chất lượng nước chuyển xấu, lượng điện phát ra không đủ, khí hậu bất thường, động đất liên tiếp, bệnh trùng hút máu kéo dài, sinh thái chuyển biến xấu, thượng du ngập nghiêm trọng, cuối cùng sẽ bị ép mà nổ tung. Quả thật, 11 sự kiện trên đã xảy ra như lời tiên đoán và chỉ còn một sự kiện cuối cùng chưa thành hiện thực là việc đập Tam Hiệp bị nổ tung. Ngoài ra, nhà tiên tri Lưu Bà Ôn, quân sư khai quốc của Triều Minh cũng đã có những dự ngôn về thảm họa này trong Kim Lăng Tháp Vi Văn. Nhiều nghiên cứu dựa trên dự ngôn này đã tin rằng đập Tam Hiệp có khả năng sẽ bị vỡ do một trận động đất năm nay. Người ta cũng tin rằng trong dự ngôn của Lưu Bà Ôn cũng miêu tả khá chi tiết cảnh tượng bi thảm sau khi đập bị vỡ. Theo đó, những văn tự được viết theo hình thức thơ cổ trên tháp Kim Lăng vào khoảng năm 1400 bởi vị quân sư và học giả nổi tiếng Lưu Cơ, tức Lưu Bá Ôn, đã dự báo những sự kiện sẽ xảy đến trong 500 đến 600 năm sau Triều Minh. Trong tháp Kim Lăng, nhà dự ngôn giải độc và tin rằng dự đoán tình hình năm nay có một lời tiên đoán được dịch nghĩa như sau. Khinh khí động sơn nhạc, nhất tuyến thiết nan đương, nghĩa là khí nhẹ chấn động cả núi cao, một sợi dây sắt cũng khó mà chịu nổi. Theo đó, tin đoán này được nhà giải thích dự ngôn lý giải, động đất, núi lửa đều do luồng khí trong lớp vỏ trái đất bị loạn mà sinh ra. Câu nhất tuyến thiết nan đương được lý giải là đập Tam Hiệp yếu ớt, mong manh tột cùng khi đối diện với các thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa đều không có sức chống đỡ, đối kháng. Đáng nói là lời tiên đoán trong năm nay trên tháp Kim Lăng đã dự đoán đúng với dịch bệnh COVID-19. Nhất khí sát nhân thiên thiên vạn, đại dương tàn bạo quá xài làng, nghĩa là một khi chết người nghìn nghìn vạn, dê lớn tàn bạo hơn lang sói. Thật trùng hợp một bậc thầy phong thủy Hồng Kông dự đoán tháng 5, tháng 6 năm nay, vùng Tây Nam Trung Quốc sẽ có động đất vượt quá 8,3 độ Richter hoặc còn lớn hơn nữa, rung động sẽ trực tiếp nguy hại đến đập thủy điện Tam Hiệp. Khiến nó bị vỡ và sụp đổ sẽ tạo thành ngập nghiêm trọng,
ảnh hưởng đến một diện tích rất lớn ở Trung Quốc. Hiện chưa biết những dự ngôn tiên tri này có đúng hay sai. Những thông tin có tính chất tham khảo, nhưng thực tế mưa lũ và nguy cơ là đáng ngại. Chúng ta hãy cùng chờ xem những thông tin có tính chất tham khảo. Những lời tiên đoán này lại càng khiến dân Trung Quốc lo sợ với thảm họa đập Tam Hiệp, khi con đập này đã gây ra những hậu quả về sinh thái, đời sống xã hội. Từ góc độ phong thủy, đập Tam Hiệp đã đàn áp long mạch của Trung Quốc quá lâu. Nhìn nhận từ quan điểm khoa học tự nhiên, những thiên tai do con đập mang lại cũng lại quá nhiều. Tính tới hôm nay, tổng cộng 11,22 triệu người thuộc 26 tỉnh thành Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hơn 900 hồ chứa ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử cũng buộc phải xả lũ gấp. Truyền hình NTD có trụ sở tại Mỹ cho biết có tới 400 triệu người sống ở Hạ Lưu đập Tam Hiệp có thể gặp rủi ro, bao gồm cả những người sống ở các siêu đô thị như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Chuyên gia thủy văn người Đức gốc Hoa Wang Wei bày tỏ lo ngại về các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông Wang cảnh báo về sự cố vỡ đập nếu xảy ra sẽ gây hậu quả thảm khốc cho những người sống ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và kêu gọi giới chức sơ tán họ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông Wang từ chối bình luận về hình ảnh vệ tinh của Google truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy độ biến dạng của cấu trúc đập vào năm 2019. Truyền thông Trung Quốc vào thời điểm đó khẳng định biến dạng của con đập của một phần thiết kế và nó nằm trong phạm vi biến đổi cho phép. Trước cảnh báo mới đây của ông Wang, tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng nhanh chóng trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Trong khi đó, Wei Xin, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể từ khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175m và lưu lượng nước đổ về đạt 75.000m³ mỗi giây. Đập Tam Hiệp nguy cơ vỡ, Trung Quốc sơ tán 40.000 người dân. Khoảng 40.000 người dân Trung Quốc được sơ tán sau khi mực nước dâng cao ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp do mưa lũ nhiều ngày qua. Mưa lớn là mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua dâng lên mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong một ngày, lượng nước đổ về đập Tam Hiệp này từ 20.500m³ mỗi giây đến 26.500m³ mỗi giây. Hồi đầu tuần, Trung Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua. Kể từ năm 1940 ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp, hơn 40.000 người sau đó đã được sơ tán. Theo Taiwan News, những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở Trung và Hạ Nguồn, trong đó có 10 tỉnh thành là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Trạm khí tượng Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo mưa to trong 23 ngày liên tiếp. Lưu vực Dương Tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp đang vượt quá mức cảnh báo. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, 600 triệu người Trung Quốc sẽ lâm nguy. Những cơn mưa lớn và ngập đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Weilu cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vào đầu tháng này, mưa to và sạt lở đã xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc, khiến 7.300 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Các trận mưa lũ liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, được khởi công xây dựng từ năm 1994. Nhà khoa học Wang Weilu cho biết, đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người tưởng. Bên cạnh đó, ông Wang chỉ ra thiết kế xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi cùng một nhóm chuyên gia. Và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Wang Juju cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông trong nước đã vượt qua mức cảnh báo. Điều đó chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Ngoài ra, ông Wang Juju còn cho biết mối lo ngại lớn nhất chính là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt chuẩn trong quá trình thi công đập Tam Hiệp.
Theo ông, nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì sẽ để lại hậu quả thảm khốc đối với người dân sống ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang và cảnh báo mọi người nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo kênh truyền hình trực tuyến CNTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao quá 2 mét so với tiêu chuẩn chống lũ. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc cho hay, trong 19 năm qua, tổng cộng có 873.800 tàu chở, 12,23 triệu hành khách và 1,46 tỷ tấn hàng hóa đã ghé qua đập Tam Hiệp. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang bị ngập nước nghiêm trọng. Mực nước tại hồ thủy điện Tam Hiệp đã vượt mức báo động. Đối mặt với nguy cơ bị đe dọa tính mạng của 600 triệu người Trung Quốc sống ở hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế, thời tiết ở Trung Quốc đại lục đã bất thường trong nhiều ngày qua. Mực nước của đập Tam Hiệp đã vượt qua mức báo động từ cách đây vài ngày. Sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này lại trở thành đề tài nóng được bàn tới. Thế giới bên ngoài lo lắng 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Truyền thông cho biết, lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp là 26.500 m3 trên giây vào thứ Bảy, tăng 6.000 m3 trên giây so với 20.500 m3 trên giây vào thứ Sáu. Đến Chủ nhật, mực nước trong hồ đã vượt quá mức báo động lũ bão, gây ngập lớn cho nhiều vùng ở thượng lưu. Các tàu chở các địa phương neo đậu ở ven biển đã bắt đầu nhổ neo và thu thập dây neo để ngăn ngừa tai nạn như mất neo và đứt cáp. Bộ phận hàng hải đã tăng cường kiểm tra tàu và kiểm tra các vùng biển và bến cảng quan trọng. Sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Mực nước cao nhất đạt 227,6 m, vượt quá mực nước an toàn là 5,1 m. 100.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trạm giám sát thủy văn Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ về ngập trong lưu vực sông Kỳ Giang. Đồng Phương dẫn tin Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống ngập và hạn hán quốc gia của Quốc vụ viện Trung Quốc, đợt mưa lũ này đã khiến tổng cộng 8.521.000 người ở 24 tỉnh thành khu tự trị bị ảnh hưởng, gần nửa triệu người đã phải sơ tán và hơn 7.300 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 20,67 tỷ nhân dân tệ. Thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên và đã vượt quá mức cảnh báo ngập gần 2 mét vào ngày Chủ nhật. Trên mạng Trung Quốc gần đây đã lan truyền một bài báo phân tích về thương vong cụ thể của vụ vỡ đập. Trong đó nói rằng, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối lũ sẽ trút xuống trong một thời gian ngắn. Và khu vực ven sông từ đập Tam Hiệp đến thành phố Trường Sa, Hồ Nam sẽ phải chịu đựng tác động trực tiếp của trận lũ lụt. Với lưu lượng đỉnh lũ là 1 triệu đến 2,37 triệu mét khối mỗi giây và tốc độ xả sẽ cao hơn tới 100 km mỗi giờ, thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Bài báo chỉ ra rằng, độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cao hơn mực nước biển dưới 50 mét. Nếu lũ lên cao tới 64 đến 71 mét so với mực nước biển đổ tới, sẽ làm vỡ đập các châu bá rồi nhấn chìm toàn bộ thành phố cùng tên, sau đó đổ tới thành phố Nghi Xương chỉ trong nửa giờ. Người dân cơ bản không có cơ hội trốn thoát và thành phố có thể thiệt hại 500.000 người. Ngoài ra, các thành phố Hồ Bắc, Bình Nguyên, Giang Hán, Vũ Hán, Nam Kinh, thậm chí các tuyến đường sắt Bắc Kinh – Quảng Châu và Bắc Kinh – Cổ Long đều bị ảnh hưởng. Theo Đồng Phương, một chuyên gia lo ngại rằng đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa lớn ở cả thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử cùng một lúc, có nguy cơ vỡ đập và hiện tượng biến dạng đập gần đây lại được nói đến. Ông nói rằng, khi đập Tam Hiệp được xây dựng cùng một đội ngũ chịu trách nhiệm, cả luận chứng thiết kế thi công, kiểm tra chất lượng xây dựng, cuối cùng rõ ràng là cầu thủ kiêm trọng tài. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão mạnh Kanu, Hồng Kông và Macau đã nâng tín hiệu gió giật số 4 vào sáng sớm hôm nay, gây ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ giao thông. Hơn 200 chuyến bay bị hoãn và ít nhất 10 người bị thương. Dự kiến đến chiều tối khi bão di chuyển dần khỏi Hồng Kông, thổi vào đất liền Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 1,5 triệu km vuông đảo Hải Nam và các vùng ven biển phía Nam và Đông Trung Quốc. Hồng Kông đã phát đi tín hiệu bão khẩn ở phía Đông Bắc, cơn bão số 4 lúc 8 giờ 40 phút sáng. Các dịch vụ giao thông và công cộng khác nhau đã bị đình chỉ. Cảng vụ hàng không cho biết sẽ mở hai đường băng trong đêm để đẩy nhanh tiến độ xử lý chuyển động của chuyến bay và dễ dàng cho hành khách. Trong buổi sáng, một số người dân đã đi ra ngoài sớm vì lo lắng về việc các dịch vụ giao thông công cộng bị đình chỉ, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến Ta Trung từ thành phố đến sân bay vào buổi sáng, từ đường sắt sân bay đến sân bay.
Bão hoành hành khiến Hồng Kông xảy ra một số vụ tai nạn do cây đổ. Cơ quan quản lý bệnh viện cho biết, đến trưa nay đã có 10 người bị thương trong cơn bão. Ngoài ra, có tổng cộng 11 du khách Trung Quốc đại lục bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian vì họ đang cắm trại trên đảo Kyushu ở Sai Kung, nhưng đã được cảnh sát biển giải cứu. Đài quan sát chỉ ra rằng Kanu sẽ ở gần Hồng Kông nhất vào lúc 3 giờ chiều, nhưng tín hiệu bão số 4 sẽ được duy trì trong hầu hết thời gian trong ngày. Tại Macau, nơi tiếp giáp với Hồng Kông, tín hiệu bão số 4 về hướng Đông Bắc đã được phát đi vào lúc 10 giờ sáng. Theo dự báo của Cục Thời tiết địa phương, sẽ có ngập lụt nhẹ ở khu vực bên trong bến cảng. Hồng Kông và Macau bị ảnh hưởng bởi cơn bão mạnh Hato vào cuối tháng vừa qua. Cơn bão ảnh hưởng đến Hồng Kông tuy nhẹ nhưng đã gây ra thương vong rất lớn ở Macau. Trong tổng số dân 648.000 người thì có 8 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Điện và giao thông bên ngoài tạm thời bị gián đoạn. Giám đốc điều hành Macau Chu Seon đã giữ im lặng một phút trước công chúng trước khi gặp các phóng viên sau đó. Ngoài ra, trước sự uy hiếp của Kanu, Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp 3 cấp, đồng thời cử một nhóm công tác đến 8 tỉnh, thành phố trong đó có Hải Nam và Quảng Đông để làm tốt công tác phòng chống lụt bão, kiểm soát và phòng chống bão. Tướng Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ đám mây đối lưu mạnh Kanu bao phủ hơn 1,5 triệu km vuông có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảo Hải Nam và các khu vực ven biển phía Nam và Đông Trung Quốc, khu vực Chiết Giang có thể trở thành vùng mưa bão. Bị ảnh hưởng bởi bão Rumbia, 2,78 triệu người ở Sơn Đông bị ảnh hưởng. Trong những ngày gần đây, sau khi cơn bão Rumbia đổ bộ vào Chiết Giang, nó hướng mạnh về phía Bắc. Dù đi đến đâu, Hà Nam, An Huy, Sơn Đông, Giang Tô và những nơi khác đều mang lại lượng mưa lớn và lượng mưa hàng ngày ở nhiều nơi đã vượt qua mức cực đoan lịch sử. Đặc biệt, ở Sơn Đông đã xảy ra quá trình mưa siêu lớn trên diện rộng. Tính đến 12 giờ địa phương, có 2,7832 triệu người dân địa phương đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Áp thấp nhiệt đới số 12 bão Rumbia đổ bộ vào Chiết Giang sau đó đi lên phía Bắc, mang theo lượng mưa lớn đến Hà Nam, An Huy, Sơn Đông và những nơi khác. Đây là cơn bão thứ tư đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc trong năm nay. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày của 15 quận và thành phố ở Hà Nam, Sơn Đông, An Huy và Giang Tô đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Hơn một nửa tỉnh An Huy đã hứng chịu lượng mưa trên 100mm. Gió giật mạnh từ 8 đến 9 độ Richter cũng đã xảy ra ở Trung và Đông Hà Nam, Bắc An Huy, bờ biển phía đông của Giang Tô và quần đảo Chiết Giang, Josan. Theo báo cáo từ trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán của Chính phủ tỉnh Sơn Đông, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh là 140,6mm, tương đương 22,07 tỷ mét khối nước. 33 hồ chứa lớn và vừa ở Sơn Đông đã vượt mức nước giới hạn lũ, đều đã tràn, nhiều sông xảy ra ngập lụt. Về thương vong, hiện vẫn chưa có con số thống kê chính thức đầy đủ. Được biết, tại làng tự nhiên Dongji, làng Nian Yau, thị trấn Tian Bao, khu công nghệ cao Thái An, tỉnh Sơn Đông, một trận lũ quét đã xảy ra do lượng mưa lớn phá hủy 13 ngôi nhà, khiến 2 người bị thương, 1 người chết, 3 người khác mất liên lạc. Tính đến 20 giờ tối, theo giờ địa phương, có 261.400 ha hoa màu ở Sơn Đông bị thiệt hại do mưa lớn. 962 ngôi nhà bị sập, 2.214 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 102.800 người phải di rời khẩn cấp và 16.082 người cần hỗ trợ sinh sống khẩn cấp. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cùng ngày đưa ra dự báo rằng vẫn sẽ có mưa to đến rất to ở Đông Liêu Ninh, Đông Cát Lâm, Đông Nam và Tây Bắc Hắc Long Giang và các nơi khác. Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và một phần Thiểm Tây ở phía Tây Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Theo Tân Hoa Xã, kể từ khi bão Rumbia đổ bộ, thảm họa lũ lụt ở Song Quang, Sơn Đông, Trung Quốc. Trận lũ lụt nghiêm trọng ở Thọ Dương, Sơn Đông, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của dư luận và truyền thông Trung Quốc trong và ngoài nước. Đâu là nguyên nhân gây ra lũ lụt, mức độ nghiêm trọng, mức độ mất mát, rõ ràng có những báo cáo gian lận hoặc có tính chất suy đoán ở các khía cạnh như vậy. Một trong những gian lận thiên tai hay nhân tạo, các báo cáo liên quan của các phương tiện truyền thông chính thức Trung Quốc về thảm họa lũ lụt ở Thọ Dương, Sơn Đông đại khái như sau. Dưới ảnh hưởng của bão Umbia, một trận mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, gây ra thiệt hại cho 13 thành phố bao gồm Wenfang, Đông Dinh, Heye và Tai'an. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, có 5,089 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng, 18 người chết và 9 người mất tích, trong đó toàn bộ thành phố Song Quang, Sơn Đông bị nhấn chìm.
Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi về nguyên nhân lũ lụt nên xếp nó vào loại thiên tai do mưa bão hay thảm họa nhân tạo do xả lũ tập trung từ các hồ chứa thượng nguồn. Ngay cả phản hồi chính thức địa phương ở sông Quang cũng chỉ so sánh một cách mơ hồ giữa hai yếu tố mà không đưa ra một tuyên bố rõ ràng. Người phát ngôn kiểm soát lũ lụt của tỉnh Sơn Đông một mặt giải thích lý do không xả nước trước là để đảm bảo nguồn cung cấp nước, đồng thời cũng nói rằng lũ lụt ở sông Quang cho rằng việc xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn đóng vai trò là lợi ích lớn nhất, nếu không thì thiệt hại về thiên tai còn lớn hơn. Một báo cáo truyền thông chính thức khác viết, gần đây bị ảnh hưởng bởi cơn bão Obia, mưa lớn đã rơi ở nhiều nơi ở sông Quang, Sơn Đông, Trung Quốc. Dòng chảy của hồ Shuya và hồ Weihosan vượt xa lưu lượng hồ chứa, khiến nhiều ngôi làng dọc theo sông Quang bị ngập do nước sông và một số lượng lớn nhà dân, đất trồng trọt, nhà kính và trang trại bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đặt câu hỏi về lý do thực sự của trận lũ. Sông Quang bị ngập do xả lũ từ 3 hồ chứa ở thượng nguồn khiến sông chảy ngược. Tình trạng này rất giống với mức độ nghiêm trọng của thảm họa mà Sơn Đông phải gánh chịu vào năm 2012 do sự di chuyển của cơn bão Vida. Vì vậy, không nên xếp nguyên nhân của đợt lũ này không phải là thiên tai do mưa bão, mà là thảm họa nhân tạo do xả lũ tập trung của các hồ chứa thượng nguồn. Ô Long số 2, 9.999 ngôi nhà sập sau trận lụt ở Thọ Dương, Sơn Đông, Trung Quốc, truyền thông địa phương Sơn Đông Kilu Evening News cho biết, tính đến 16 giờ theo giờ địa phương, đã có 1.476.900 người ở thành phố Duy Phường bị ảnh hưởng, 9.999 ngôi nhà bị sập. Một số nội dung của thông báo đã khiến cư dân mạng thắc mắc, đặc biệt là vụ 9.999 ngôi nhà bị sập. Những người am hiểu về vấn đề chỉ ra rằng nguyên nhân khiến số nhà bị mất dưới 10.000 là do kế hoạch khẩn cấp quốc gia về thảm họa thiên tai của Trung Quốc. Cứu trợ quy định rằng nếu khu vực hành chính là A cấp 4 sẽ được kích hoạt ứng phó đối với những ngôi nhà bị sập và bị hư hại nghiêm trọng với hơn 10.000 hoặc 3.000 ngôi nhà và 100.000 ngôi nhà hoặc dưới 30.000 ngôi nhà. Cư dân mạng chế giễu con số 9.999 ngôi nhà bị sập và nói ngôi nhà thứ 10.000 có vững chắc không? Thành phố có 10.335 ngôi nhà bị sập, 8.240 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng và 53.465 ngôi nhà bị hư hỏng nói chung. Yang Jianshun, Phó Giám đốc Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai Duy Phường, kiêm Giám đốc Văn phòng Dân sự cũng cho biết trong một cuộc họp báo cùng ngày rằng nó đã được nâng cấp lên cấp tỉnh ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai vào lúc 18 giờ và nhà nước đã đưa ra phản hồi cấp độ thứ tư. Ô Long số 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Thọ Dương để chỉ đạo cứu trợ thiên tai. Trong Quang, quê hương của rau ở Sơn Đông đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt thảm khốc. Phản ứng nhanh nhất là giá rau tăng vọt ở các thị trường khác nhau. Tuy nhiên, các bản tin như báo chí và các bản tin khác đều đến muộn và các tiêu đề vẫn bị chi phối bởi các hoạt động khác nhau của Tập Cận Bình. Có một tin đồn trên mạng, theo một tập hợp các video lan truyền trên Internet Trung Quốc, một nhóm người bị nghi là do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dẫn đầu đã đến sông Quang để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai tại địa phương. Nhưng thông tin vẫn chưa được xác nhận bởi truyền thông nhà nước. Kính thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả trong 2 ngày, Đài Thiên văn Hồng Kông đã ghi nhận tổng lượng mưa trong cả tháng là 971,3mm. Đây là kỷ lục lượng mưa hàng tháng cao thứ 2 trong tháng 4 và là ngày cao nhất sau trận mưa lớn vào tháng 5. Lượng mưa đứng thứ 15 kể từ kỷ lục. Năm nay, ngoài tháng 4, lượng mưa ghi nhận được trong tháng 5 cao hơn bình thường rất nhiều. Tổng lượng mưa cả năm lên tới 3.214,5mm là năm có lượng mưa lớn thứ 3 được ghi nhận. Khi trận mưa bão này xảy ra, cảnh báo mưa lớn ở các khu vực cục bộ vẫn chưa được ban hành để ứng phó với mưa bão cục bộ. Chỉ có cảnh báo đặc biệt về lũ lụt ở vùng lãnh thổ mới phía Bắc được ban hành cho các khu vực phía Bắc. Đài Thiên văn Hồng Kông chỉ đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng thay vì màu đỏ, mưa hoặc thậm chí là mưa bão đen, nhưng cảnh báo mưa bão đen đã được đưa ra cho các trận mưa bão xối xả tương tự trong tương lai. Theo tiêu chuẩn hiện nay, miễn là lượng mưa hàng giờ của đài quan sát vượt quá 55mm, ngay cả khi lượng mưa đó thấp hơn lượng mưa mục tiêu là 70mm, cảnh báo mưa bão lớn hơn có thể được đưa ra. Lũ lụt ở Trung Quốc đã làm hư hại hơn 500 di tích văn hóa được bảo vệ ở 11 tỉnh. Tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay ở tỉnh An Huy là vô cùng khắc nghiệt. Các quan chức Cục Di sản Văn hóa Nhà nước Trung Quốc tiết lộ, trong đợt lũ lụt này, hơn 500 di tích văn hóa bất động ở 11 tỉnh của Trung Quốc đã bị hư hại. Trong đó, hơn 70 cây cầu cổ bị hư hại và một số cây cầu bị cuốn trôi.
Sự sụp đổ của các bức tường thành cổ và các công trình kiến trúc cổ cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong số các đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm nổi tiếng trong nước, ở Hoàng Sơn, An Huy bị cuốn trôi, tường thành ở Tương Dương, Hồ Bắc bị sập một phần và nơi ở cũ của Lý Tông Nhân ở Quế Lâm, Quảng Tây cũng bị sập. Báo chí chỉ ra rằng năm nay là năm có nhiều di tích văn hóa bị thiệt hại nặng nề nhất trong mùa mưa lũ. Trong nhiều năm trở lại đây, tính đến hôm nay, hơn 500 di tích văn hóa và di tích lịch sử ở 11 tỉnh bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Chiết Giang đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau do lũ lụt, bao gồm bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia. Có 76 đơn vị và 187 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh. Các quan chức đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ quỹ cứu hộ khẩn cấp cho các tỉnh có di tích văn hóa bị thiệt hại nghiêm trọng. Thưa quý vị, Thông tấn xã Trung ương đưa tin vào thứ Bảy rằng tỉnh An Huy dự kiến sẽ có thêm 2 trận mưa lớn trong những ngày tới và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán An Huy đã đưa ra thông báo rằng biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt của tỉnh đã được nâng cấp lên cấp 1, cấp cao nhất kể từ 18 giờ chiều theo giờ địa phương hôm thứ Bảy. Dòng chính của sông Dương Tử ở tỉnh An Huy đã vượt quá mực nước cảnh báo trên diện rộng và trạm Quang Nija 3 của dòng chính sông Hoài đã vượt quá mực nước cảnh báo. Các phụ lưu và hồ chính trong tỉnh như Giang Giang, Juhe, Juhe Shihe và Kai Ji Lake đều đã vượt quá mức nước đảm bảo. Theo báo cáo, khi đạt đến mực nước cảnh báo, tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Đảm bảo mực nước là đảm bảo rằng đê không bị vỡ ở mực nước này. Thưa quý vị, bão mạnh Maria đổ bộ vào Đài Loan, trường học, doanh nghiệp đóng cửa, chuyến bay bị hủy. Siêu bão Maria đang tiến nhanh đến Đài Loan từ Okinawa, Nhật Bản và dự kiến sẽ đổ bộ vào Đài Loan với ảnh hưởng mạnh vào đêm nay. Tại Đài Loan, nhiều chuyến bay đã bị hủy, một số trường học đóng cửa, văn phòng đóng cửa, cửa hàng đóng cửa. Cục khí tượng Đài Loan thông báo lúc 10 giờ rằng bão Maria đã được phát hiện cách Jilan 500 km về phía đông với sức gió giật lên tới 190 km/h. Bão Maria mạnh nhất dự kiến sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào đêm nay và kéo dài đến sáng ngày kia. Trong thời gian này, tại một số khu vực của Đài Loan sẽ có mưa dông lớn với lượng mưa tối đa lên tới 500 mm và có nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và các dòng chảy mảnh vụn. Do đó, bắt đầu từ chiều nay tại 5 thành phố bao gồm quận Jilan và quận Miaoli ở Đài Loan, các trường học sẽ đóng cửa, các văn phòng cũng đóng cửa. UnitedAir của Đài Loan đã hủy 70 chuyến bay đến hòn đảo này vào ngày hôm nay và hai hãng hàng không khác cũng hủy các chuyến bay đến và đi từ Okinawa, Nhật Bản. Theo báo cáo của Central News Agency chiều nay, chuỗi cửa hàng Đài Loan Quan Lian đã thông báo rằng các cửa hàng ở quận Jilan và phía bắc quận Miaoli sẽ đóng cửa trước thời hạn. Tuy nhiên, Carrefour Market và Amai sẽ không điều chỉnh giờ làm việc của họ trong thời gian này. Từ hôm qua, doanh thu rau của Carrefour đã tăng gần gấp đôi. Hôm nay, siêu thị đã tăng lượng rau phân phối từ 1 lên 3 lần để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân phòng chống bão. Vâng, thưa quý vị, bão Market đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi cơn bão đi qua Chiết Giang, đi vào tỉnh An Huy thì đã có 3 người được cho là đã thiệt mạng. Bị ảnh hưởng bởi Market, Chu Thiện, Ôn Châu, Thái Châu, Gia Hưng, Thiệu Hưng, Hàng Châu, Ninh Ba, Kim Hoa và những nơi khác đã có mưa. Tính đến 14 giờ, lượng mưa bề mặt ở Chu Thiện là 29 mm và quận Thắng Tứ với lượng mưa bề mặt lớn nhất là 117 mm. Hiện các hồ chứa vừa và lớn ở tỉnh Chiết Giang đều ở dưới mực nước giới hạn lũ trong mùa lũ Đài Loan. Các vùng ven biển đã tăng cường tiêu thoát nước cho mạng lưới sông đồng bằng. Thành phố Gia Hưng đã khai trương dự án xả hàng ra Hồ Nam. Cổng Nam Đài Đầu của dự án xả Nam Hàng Gia mở 3 lỗ, cổng Trường Sơn mở 5 lỗ và dự án thoát nước khẩn cấp Dusan mở 1 lỗ để thoát nước và các biện pháp thoát nước trước đã được thực hiện để giảm trước mực nước của mạng lưới sông. Dự án bao vây phòng thủ thành phố Gia Hưng đã được đưa vào sử dụng. Theo thống kê, tính đến 12 giờ đã có tổng cộng 135.160 người được chuyển đến từ 9 thành phố gồm Thái Châu, Chu Sơn, Ninh Ba và Ôn Châu. Tại tỉnh Chiết Giang, 20.582 tàu đánh cá đã vào cảng trú ẩn hoặc ở vùng nước an toàn và 4.100 tàu thuyền không đánh cá đã vào cảng hoặc ở vùng nước an toàn. Theo dự báo thời tiết, dự báo trong ngày mai sẽ có gió mạnh từ 9 đến 11 trên biển Hoa Đông. Các vùng biển lân cận nơi tâm Market đi qua có thể lên tới 11 đến 12 độ. Mưa to đến rất to ở hầu hết các khu vực của tỉnh Chiết Giang. Một số nơi mưa rất to và có nơi mưa rất to cục bộ.
Bộ Quốc phòng tỉnh Chiết Giang nhắc nhở rằng trước khi báo động và thông báo chính thức được dỡ bỏ, cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn của các tàu trở về cảng để trú ẩn, những người đã được chuyển đến và các điểm du lịch ven biển hoặc hải đảo. Đồng thời chú ý theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo sớm mới nhất của Đài khí tượng Thủy văn địa phương, đặc biệt lưu ý đề phòng các tai biến địa chất như lốc xoáy, sạt lở núi, sạt lở đất có thể xảy ra trên các lưu vực nhỏ do mưa nặng hạt. Hoàn lưu bên ngoài của bão Capricorn đã gây ra mưa to đến rất to ở Thượng Hải. Thông tin từ Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thượng Hải cho biết bão Market ập đến trùng với thiên văn triều cường sẽ xảy ra tình huống tam hợp bão táp, mưa to và thiên văn triều cường ở Thượng Hải. Kính thưa quý vị, 20,79 triệu người tại 20 tỉnh trên cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 108 người chết, 21 người mất tích, 1,072 triệu người phải di rời khẩn cấp, 1.717.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 44.000 ngôi nhà bị sập. Kể từ đầu năm nay, mưa lớn và lũ lụt đã trực tiếp gây thiệt hại kinh tế khoảng 35,3 tỷ nhân dân tệ, mức độ nghiêm trọng hiếm thấy trong những năm qua. Bị ảnh hưởng bởi tình hình lũ lụt, chi phí vận chuyển rau và thất thoát đã tăng lên trong mùa hè này, đồng thời nguồn cung càng thắt chặt hơn đã khiến giá rau tăng đột biến. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục diễn ra mạnh hơn, áp lực đối với công tác kiểm soát lũ lụt trong tương lai sẽ không còn như trước, cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi lớn. Ở một số nơi trong năm nay, mưa xối xả đã gây ra ngập úng, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Ngụy Hoa Trần, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của huyện Da Hua, Quảng Tây cho biết mùa lũ năm nay là nặng nhất kể từ khi quận được thành lập. Ngoài Quảng Tây, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên cả nước cũng gia tăng trong năm nay. Theo Dương Lâm, chuyên gia từ Trung tâm Khí hậu thuộc Cục Khí tượng tỉnh Phúc Kiến, việc thiếu mưa vào đầu mùa xuân ở Phúc Kiến năm nay đã gây ra hạn hán quy mô lớn, lũ quét và ngập úng đô thị xảy ra trong khu vực. Theo dự báo, sau khi mùa lũ năm nay kết thúc, hiện tượng El Nino có thể gây ra một đợt đảo chiều hạn lũ khác tại tỉnh Phúc Kiến. Kể từ ngày 29 tháng 5, lưu vực Hồ Giang Hoài và Thái Hồ đã có mưa lớn, lượng mưa hơn 50mm, bao phủ diện tích 210.000 km2. Diện tích mưa bao phủ 3 lưu vực chính của Thái Hồ là hạ lưu sông Dương Tử và sông Hoài Hà. Số liệu do Bộ Quốc phòng cung cấp cho thấy, bên cạnh diện mưa bao phủ rộng, tình trạng mưa lũ thiên tai hiện nay chủ yếu có đặc điểm là cường độ mưa lớn, mực nước đỉnh lũ cao, một số khu vực xảy ra thiên tai nghiêm trọng. Điều này được hiểu rằng về lượng mưa trung bình, lưu vực Thái Hồ hiện tại là 112mm, hạ lưu sông Dương Tử là 110mm, sông Hoài Hà là 48mm, Cổng An Huy Tây Hà Khẩu là 240mm và lưu vực sông Hoài Hà là 363mm ở thị trấn Thiết Sung, Kim Trại An Huy. Về mực nước đỉnh lũ, mực nước trung bình của Thái Hồ vào ngày 29 đã tăng lên 3,88m, vượt mức cảnh báo 0,08m. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, mực nước vượt mức cảnh báo. Trên mạng lưới sông quanh Thái Hồ có 34 trạm mực nước vượt mức báo động, trong đó có 11 trạm vượt giới hạn an toàn. Mực nước đỉnh lũ tại trạm mực nước của Trường Hà Khẩu của sông Chu Hê, một nhánh của hạ lưu sông Dương Tử và trạm mực nước núi Đông của sông Tần Hoài đã vượt mức nước cao nhất lịch sử là 0,16m và 0,43m tương ứng. Sông Hoài Hà đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm nay. Mực nước tại trạm thủy văn Vương Gia Bá thượng nguồn đã tăng lên 27,09m vào ngày hôm qua, thấp hơn mực nước cảnh báo 27,5m. Theo dự báo khí tượng thủy văn, trong thời gian tới, Thái Hồ, hạ lưu sông Dương Tử, lưu vực sông Hoài Hà vẫn có mưa lớn, tình hình phòng chống lũ sẽ hết sức gay gắt, khả năng bão hình thành và đổ bộ dọc theo bờ biển trong thời gian sau là tương đối cao, sẽ tác động xấu đến tình hình phòng chống lũ trên lưu vực sông Thái Hồ, sông Chu Hê và sông Hoài Hà. Bộ Nông nghiệp gần đây đã tổ chức các chuyên gia khí tượng và nông nghiệp để thảo luận về tác động của sự kiện El Nino và tin rằng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục cho đến mùa thu và đạt cường độ trung bình hoặc cao hơn. Chịu ảnh hưởng của nó, mức độ lũ lụt ở miền Nam và hạn hán ở miền Bắc sẽ nặng nề hơn năm ngoái. Thời tiết nắng nóng bất thường đã diễn ra ở thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam, nơi hứng chịu mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Hiện tượng nắng nóng dự kiến sẽ lan rộng trong vài ngày tới. Thưa quý vị, sau nhiều ngày phải hứng chịu các loại thiên tai nắng nóng và mưa kỷ lục, mới đây lũ trên 75 con sông Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, khiến cho chính phủ nước này phải phát ra đợt cảnh báo cao nhất. Một đợt mưa lớn đang trút xuống nhiều địa phương ở Trung Quốc khiến hàng loạt tỉnh thành phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này.
Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cao cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm. Vào lúc 10 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo theo màu, gồm đỏ, cam, vàng và xanh ở nước này. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày mai, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành nước này từ Bắc tới Nam. Trong đó, riêng các tỉnh phía Nam như Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông có nơi mưa rất to với lượng mưa lên tới 100mm đến 180mm. Chỉ trong sáng qua, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã phải liên tục phát đi 14 cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy, chỉ trong vòng 24 giờ, từ 12 giờ ngày hôm kia đến 12 giờ ngày hôm qua, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên tới 5,19m. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hiện đang phải có mặt ở Quảng Tây để thị sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lũ. Tại đây, 5 người dân đã được báo cáo là thiệt mạng ở Liễu Châu, Quảng Tây khi một căn nhà bằng gỗ bị phá hủy do lũ quét vì mưa lớn trước đó. Sáng qua, Liễu Châu vẫn giữ mức cảnh báo mưa lớn màu cam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt. Gần 250.000 người đã phải di rời vì mưa lũ. Tính đến ngày hôm kia ở Phúc Kiến, trái ngược với miền Nam, miền Bắc Trung Quốc đang phải gánh chịu một đợt nắng nóng trên diện rộng. Cũng trong ngày hôm qua, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ màu cam khi nền nhiệt phổ biến ở nhiều nơi đều trên mức 35 độ C. Trong đó có một số khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam, nhiệt độ đã vượt 40 độ C. Dù đã đưa ra các cảnh báo nhưng diễn biến của thời tiết là điều khó kiểm soát. Một khi mưa tiếp tục trút xuống 75 con sông tại Trung Quốc thì những thiệt hại mà đất nước này phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp, khó có thể dự báo trước. Thưa quý vị, tình hình thiên tai ngay từ đầu mùa hè năm nay đã có nhiều diễn biến phức tạp khi mưa lớn diễn ra thường xuyên một cách bất thường. Với sự duy trì của trạng thái khí hậu La Nina thì mưa bão sẽ tập trung dồn dập vào cuối năm tại các tỉnh miền Trung. Đây là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo cập nhật nhận định diễn biến thiên tai năm 2022 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức vào hôm nay. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là năm thứ 3 liên tiếp thời tiết duy trì trạng thái La Nina. Đây là điều hiếm gặp và cảnh báo khả năng thiên tai vào cuối năm dồn dập khi mưa nhiều. Bão kết hợp với không khí lạnh tràn về sớm có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ. Liên quan đến dự báo ngập và dự báo mưa, mô hình quan trắc và cảnh báo mưa dông, lốc tự động bằng trí tuệ nhân tạo AI được Tổng cục Khí tượng Thủy văn mở rộng ra quy mô cả nước dựa trên hệ thống cơ sở 10 radar hiện đại do chính phủ Nhật Bản và Phần Lan hỗ trợ. Cùng với hệ thống radar cũ được nâng cấp, công tác dự báo cảnh báo sớm thiên tai cũng đã được nhiều kết quả tích cực. Song trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay thì vẫn cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại và cần có sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội để góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Vậy thiên tai liên tục tấn công, Trung Quốc sẽ đối phó ra sao? Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4. Trước những cơn mưa báo hiệu sự giao mùa từ xuân sang hè vào tháng 6, Trung Quốc có lịch sử dễ bị lũ lụt. Gần đây, quốc gia này ngày càng dễ bị tổn thương do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Khi lượng mưa nhiều và nhiệt độ đạt mức cao mới, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc và tiếp tục lan rộng, thâm nhập vào nền kinh tế cũng như là xã hội. Chính phủ cho biết, trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hôm vừa qua, Bắc Kinh đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý khi bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra vào mùa hè, Reuters cho hay. Theo một tài liệu chính sách mới, nền kinh tế và xã hội Trung Quốc đang chịu rủi ro ngày càng lớn do biến đổi khí hậu mà nước này cần phải cải thiện các cơ chế thích ứng cũng như là khả năng giám sát ở mọi cấp chính quyền. Biến đổi khí hậu đã tác động hết sức nghiêm trọng tới hệ thống sinh thái tự nhiên và kinh tế của Trung Quốc. Nước này cho biết trong một chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hồi đầu tuần trước.
Tài liệu cho biết chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như là các hệ sinh thái tự nhiên của nước này. Trung Quốc cũng sẽ đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động tới khí hậu trên toàn quốc vào năm 2025, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa lĩnh vực khí hậu vào các quá trình đánh giá tác động môi trường. Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường khả năng cảnh báo sớm. Nhà tiên tri Nostradamus dự ngôn về thảm họa lũ lụt trong cuốn sách nổi tiếng Les Prophéties xuất bản năm 1555. Nhà chiêm tinh Nostradamus đã công bố 942 bài thơ tứ tuyệt. Nhiều bài thơ trong số đó được cho là lời dự đoán về tương lai sau đó hàng trăm năm. Các tác phẩm của Nostradamus lấy cảm hứng từ kinh thánh và các kinh nghiệm chính của ông về bệnh dịch. Nhiều người tin rằng Nostradamus đã dự đoán chính xác tình trạng thảm họa thời tiết hiện nay như hạn hán kéo dài, cháy rừng tàn khốc, nắng nóng kinh hoàng và cực lạnh, lũ lụt, lốc xoáy, bão lớn, động đất mạnh. Vài thập kỷ qua đã dạy chúng ta đừng quá sốc khi một thảm họa thiên nhiên hoặc là sự kiện thời tiết khắc nghiệt xảy ra những nơi khác trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết nếu cộng đồng quốc tế không hạn chế được sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C, chúng ta sẽ thấy những sự kiện bi thảm này trở nên dữ dội hơn và thường xuyên hơn. Điều này diễn ra tới khi hệ quả thảm khốc xảy ra, đó là sự sụp đổ của các hệ sinh thái tự nhiên cũng như là mất khả năng trồng trọt, gây ra sự bất ổn chưa kể đến là nhiệt độ khắc nghiệt mà thế giới ít người có thể chịu được. Rất lâu trước khi các nhà nghiên cứu đưa ra thuật ngữ nóng lên toàn cầu, Nostradamus đã tiên đoán rằng một ngày nào đó nhân loại sẽ phải đối phó với các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt. Trong 40 năm, người ta sẽ không thấy cầu vồng. Trong 40 năm, người ta sẽ thấy nó mỗi ngày. Trái đất khô hạn sẽ ngày càng cằn cỗi và sẽ có những trận lũ lụt. Nhà chiêm tinh Pháp viết và cho biết là nhiệt độ ở biển và đại dương sẽ trở nên cao đến mức cá sẽ bị nấu gần chín. Vào tháng 10, Công ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu cảnh báo rằng hành tinh này đã ấm lên nhanh hơn người ta tưởng, đồng thời thúc giục các nước cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới là 2 độ C. Thưa quý vị, mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi, nhiều vùng ruộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu hè cực đoan. Mưa to gây ra lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy trong ngày hôm qua tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi, lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Ở khu tự trị Choang, Quảng Tây gần đó một nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn, khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Ngày hôm qua, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể là mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào 2 ngày tới. Theo Cơ quan Thời tiết của các địa phương, năm nay những cơn mưa giông đầu hè có cường độ lớn hơn và sẽ kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Weiyu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Ủy ban Quốc gia Trung Quốc cho biết không khí lạnh và ấm cùng với hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây, gây ra nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Tháng 7 năm 2021, lũ lớn ở Trịnh Châu, một thành phố 12 triệu dân ở miền Trung của Trung Quốc, làm hàng trăm người tử vong, một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Nhiều tuần trở lại đây, trận mưa lớn chưa từng có trong 60 năm qua đã đổ bộ xuống miền Nam của Trung Quốc, gây lũ lụt trên diện rộng và khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất đã có 7 tỉnh miền Nam chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lũ lớn ở Trung Quốc khiến hơn 1 triệu người điêu đứng. Lũ lớn ở miền Nam Trung Quốc đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán và làm xáo trộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Khu vực này dự kiến tiếp tục có mưa. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước lũ dâng cao và sạt lở đất.
Theo AP, gần 500.000 người dân tại tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi cảnh mưa lũ, chủ yếu ở các thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan. Và tại tỉnh Giang Tây lân cận, khoảng nửa triệu người cũng đã chịu thiệt hại về nhà cửa và bị xáo trộn cuộc sống. Mưa nặng hạt đã làm sụt lún đường phố ở một số khu vực đô thị, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và mùa màng. Những ngày sắp tới, trời vẫn sẽ đổ mưa. Hôm qua, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ mức nghiêm trọng nhất đầu tiên của năm nay. Tại tỉnh Chiết Giang, các đội giải cứu phải trèo xuồng để cứu hộ người dân mắc kẹt trong các căn nhà bị nước bủa vây. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng hè với tần suất lớn ở miền Trung và Nam. Do hai khu vực này, lượng mưa cao nhất tại một số khu vực. Đợt lũ này là nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua và diễn ra trên nền các quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Trận lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây, nhất là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo dòng sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ có Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến những sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này đã khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới con người, mùa màng và nguồn nước ngầm. Lũ trên 100 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng này đến nay đã khiến cho nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động. Trong đó có sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang được dự báo là sẽ xảy ra lũ cực lớn trong ngày hôm qua, buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây lên cấp 1, tức là ở mức cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn thời gian gần đây, khiến cho lũ lụt xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông liên lạc, điện bị gián đoạn, nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp, tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa đã phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền tỉnh Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết, mực nước hiện tại của Châu Giang và Bắc Giang đang trên lưu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào ngày hôm nay. Trong khi đó, trận lũ số 2 đang hình thành ở Tây Giang. Từ 3 ngày qua, một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây, từ cấp 2 lên cấp 1, tức là mức cao nhất từ 22 giờ ngày hôm nay. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày hôm qua đến 12 giờ ngày hôm nay, nước lũ trên 113 con sông của nước này đã vượt mức báo động, với mực nước vượt cảnh báo từ 0,01 đến 8,57m. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 30 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 560 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 84 triệu đô la Mỹ cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc đối mặt với thách thức. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết gần nửa triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bị sạt lở đất tại tỉnh Quảng Đông của nước này. Những ngày qua, thì các khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có trong 60 năm qua. Cơ quan phụ trách các tình huống khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết, ngập lụt do mưa xối xả đã khiến 177.600 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. 1.729 ngôi nhà đã bị phá hủy, nhiều hecta cây trồng bị phá hủy. Đợt mưa lũ cũng gây thiệt hại khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Đây chỉ là một trong 7 tỉnh phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục ở miền Nam nước này. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mưa lũ ở Quý Châu đã biến nhiều con đường trở thành sông, lũ quét cuốn trôi nhà cửa xe cộ. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khoảng thời gian vừa qua, lượng mưa trung bình đo được là 621mm, con số này bằng 90% mức trung bình toàn Trung Quốc vào năm ngoái. Những trận mưa như chút nước xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước. Dự báo thời tiết cho thấy các đợt nắng nóng ở miền Bắc đất nước có thể khiến mưa bão ở miền Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Chính sự tác động của hai luồng không khí này có thể tạo ra những điều kiện thời tiết cực đoan trong khu vực. Wang Weizhu, chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa mưa hàng năm ở Trung Quốc bắt đầu từ tháng 6 và thường nghiêm trọng nhất ở các khu vực nông nghiệp dọc theo sông Dương Tử.
Thời tiết cực đoan ngày càng dữ dội và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo những điều tồi tệ hơn còn ở phía trước. Còn nhớ hồi cuối tháng 5 vừa qua, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng những trận mưa xối xả dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía Nam và phía Tây Nam của đất nước. Mưa lớn cũng được dự báo sẽ tăng cả về tần suất lẫn cường độ, dẫn tới nguy cơ sạt lở đất thường xuyên hơn ở các khu vực miền núi. Nước sông dâng nhanh cũng đã khiến cho các thành phố ven sông chìm trong biển nước. Trung Quốc cũng đã ghi nhận lượng mưa trung bình hàng năm là 672,1mm vào năm ngoái, cao hơn 6,7% so với bình thường. Báo cáo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo điều kiện thời tiết nước này ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là về cường độ mưa bão trong những tháng mùa hè. Những thiệt hại mà thời tiết cực đoan gây ra đang khiến Trung Quốc không thể thờ ơ. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết, 1,1 triệu dân ở Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ này. 223.000 hectare đất nông nghiệp ở tỉnh được mô tả là thủ phủ của gỗ và tre nứa cũng đã bị phá hủy. Các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh giác cao độ kể từ những thảm kịch lũ lụt năm ngoái cùng vào khoảng thời gian này, và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các đô thị trong việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt vốn đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc thích ứng ngay lập tức không phải là điều dễ dàng. Với các cộng đồng dân cư chủ yếu phát triển phồn thịnh bên bờ các dòng sông lớn, Trung Quốc không lạ gì cảnh sống chung với lũ. Chính vì bởi thế mà trị thủy đã trở thành khát khao kéo dài suốt nghìn đời qua. Bên cạnh việc đắp đê, đào kênh thoát nước những thập niên qua, Trung Quốc cũng đẩy mạnh xây dựng các đập thủy điện nhằm có thể điều tiết nước và có thể sinh ra điện. Bất chấp số lượng đập ngày càng một nhiều, lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Thậm chí trong một vài thời điểm, các đập thủy điện phải xả nước ngay giữa mùa lũ nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, dẫn tới việc ngập lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Với những tác động của biến đổi khí hậu, khát vọng trị thủy của Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này có lẽ cần những nỗ lực có hệ thống và sự chung tay của cả thế giới, chứ không phải là bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Ngay cả khi đó là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc cũng đang nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu. Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc mới công bố cái gọi là chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động của nóng lên toàn cầu vào năm 2035. Lộ trình này tập trung nhiều vào giám sát biến đổi khí hậu và các tác động liên quan của nó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nâng cao khả năng cảnh báo sớm và quản lý rủi ro hệ thống. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu bảo vệ tính mạng người dân trước đợt lũ lụt lịch sử. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông dẫn dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối mỗi giây, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có những ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lũ tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc Trung Quốc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Nhiều ngày qua, lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 mét khối mỗi giây, vượt mọi ghi chép đo được trong lịch sử. Riêng tỉnh Quảng Đông, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp địa phương, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 479.600 người và 27,13 ha diện tích cây trồng, làm sập 1.729 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,756 tỷ nhân dân tệ, hơn 260 triệu đô la Mỹ. Hiện tỉnh này đang phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 1, tức cấp cao nhất. Tính đến 12 giờ ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động. Trong đó, tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10 mét. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp.
Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt ở nhiều nơi đã vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng kỷ lục. Phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có số dân đông thứ hai Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi báo động đỏ vì nắng nóng, đã đạt 92,94 triệu kW, vượt mức cao nhất của năm ngoái là 90,22 triệu. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kW. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đến thăm một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này, đã yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo cung cấp điện, kiên quyết không để tình trạng cắt điện xảy ra. Các khu vực tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông đã phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt tháng này do tình trạng nắng nóng vào mùa hè đến sớm hơn mọi năm.